Chào các bạn, biết mấy anh này đang làm gì không? Đó là làm con heo nặng 1,7 tạ, chuẩn bị cho liên hoan cuối năm nè. Nhưng mà các bạn biết gì không? Con heo này đang mang bầu 5 con luôn. Trong cái nồi đây là đang nấu cháo á. Coi nè, như vậy có ai dám ăn không? Tại ban đầu cũng không có biết, cái này là mua từ bà buôn, nhưng mà bà không có nói. Coi chú này đang múc cháo nè, có ai dám ăn không nhỉ? Mình thì không, nhìn lại sợ rồi. Ngoan ngoan không chú? Ngoan này. Ngoan này. Không thú rồi. Ai sợ lắm không dám ăn đâu. Còn đây là nồi thịt heo hồi nãy, nó bình thường thôi, không có bỏ gia vị gì hết. Thịt đã chín thì mình vớt ra trong cái rổ. Xong rồi, xách như thế này để ăn với cơm. Đây là các gia vị để làm mắm. Nhìn chai mắm này, đã chưa kìa. Rau sú nè, xíu nữa sẽ bỏ trong nước của thịt heo để làm canh nha. Đây là thành quả, nồi canh bự chà bá luôn. Đây là gạo, mỗi nhà đóng góp một ít để nấu cơm. Vò như vậy rồi để khô, xíu nữa nấu. Các bạn thấy không, nấu mấy nồi luôn. Tại vì tập thể đông mà. Nhìn giống nó bánh chưng ngày Tết quá. Thật là đông vui. Đang ngồi mà mấy đứa nhỏ cảm thức của mình để chơi nè. Tại vì tóc dài á, tụi nó thích. Kiếm cháy nữa. Rủ mình chơi trò lá dính tay. Trời ơi, nhìn cảnh này mà nhớ về tuổi thơ quá. Mà công nhận đẹp thiệt nha. Đó các bạn thấy không, tay đứa nào đứa nấy cũng có hết. Cái gì đó? Tặng cho chị đi. Kiếm nữa hả? Không sao. Ờ, hoa gì đấy? Hoa này lá của nó ăn được không? Rồi chị cảm ơn nha. Rất là đẹp. Đấy. Làm gì? Làm một chùm hả? Làm chùm luôn. Rồi đẹp rồi. Rồi cho chị đi. Mà đứa đang hái hoa gì đó hả? Hoa gì đây cũng không biết nữa. Đẹp ghê. Đen. Đẹp ha. Hai đứa này được lên YouTube rồi. Hoa rừng. Cho con làm. Làm sao? À, cột hả? Cột lại đi cho nó đẹp. Cái hoa này đẹp đấy các bạn. Cột bé kia kiếm nè. Rất là đẹp. Toàn hoa rừng không? Chụp hình này rất là... Chụp hình mặt váy á. Đây là con dê. Nó đẻ trong gầm nhà văn hóa. Sắp tới giờ ăn cơm rồi. Mỗi nhà phải tự cầm cái chén để ăn. Tụi các bạn có làm thế này không nhỉ? Thấy mấy bà cột tóc kiểu này đẹp khê. Và đây là bữa cơm liên hoan cuối năm ở làng mình. Đơn giản nhưng mà ngon. Còn đây là tô canh, nhưng mà hết canh rồi, chỉ toàn nước thôi. Hồi xưa quê mình ăn đám cưới kiểu thế này đó, nhưng mà nó ngon lắm. Còn đây là cháu mình, vì muốn theo mẹ nó đi làm keo mà khóc quá trời. Buổi tối biết mình nói gì đây không? Thịt heo hồi nãy đó, giờ ăn không hết nên chia cho bà con mỗi người một ít. Chán cơm của mình nè, mời các bạn ăn cùng nha. Video xin được dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bấm chuông thông báo để nhận tất cả các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.